Khỏe cùng chuyên gia. Khỏe cùng chuyên gia. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Đây là câu hỏi của thính giả Nguyễn Thị Châu ở Hưng Yên. Chào bác sĩ, con trai tôi 28 tuổi bị mắc bệnh động kinh. Tôi đã cho điều trị bằng thuốc Tây từ lâu mà không khỏi. Nghe bác sĩ nói là bệnh này phải theo suốt cả cuộc đời. Tôi được biết là có sản phẩm Egaruta giúp hỗ trợ điều trị bệnh động kinh. Trong thành phần có kết hợp cả vị thuốc An Tức Hương, Câu Đằng với một số thành phần Tây Y như là GABA, Maze. Vậy thưa bác sĩ, sản phẩm này kết hợp như vậy thì có tác dụng gì ạ? Và tôi có thể dùng với thuốc Tây để làm giảm bớt cơn động kinh không? Mong bác sĩ tư vấn ạ. Thưa mấy chị là bằng mọi loại thuốc, bằng mọi thời gian, thì các bác sĩ, các nhà lâm sàng luôn luôn phấn đấu đến điều trị cho bệnh nhân không còn cơn nữa. Trong trường hợp chúng ta đang dùng thuốc thì ta nên tăng liều thuốc hoặc là thay thuốc để đạt bằng được cái tiêu chí là hết cơn trên lâm sàng. Cái lời khuyên thứ hai là cái chế phẩm cái Egaruta nó có tác dụng như thế nào? Là đây là sản phẩm thảo dược có tác dụng hỗ trợ điều trị động kinh. Yeah. Trong cái thành phần nó có bốn cái chất, thì nó có hai vị thuốc của Đông y, đó là An Tức Hương và Câu Đằng. Thì hai cái vị này thì các cụ ngày xưa cũng hay dùng để xử lý những cơn co giật ở trẻ em. Thì còn cái thành phần thứ ba đó là cái chất GABA, chất dẫn truyền kinh ức chế ở trong não. Một cái thành phần nữa nó cũng rất là quan trọng, đó là cái magie, thì nó có tác dụng điều hòa để làm cho hoạt động của các tế bào thần kinh nó ổn định hơn. Cho nên là chị có thể cháu nhà mình uống thử dưới sự hướng dẫn của thầy thuốc. Nếu mà có tác dụng tốt là con đường rất là tốt đối với cháu. Thế còn bệnh động kinh có khỏi được hay không, như chúng ta đã trả lời rồi, có nhiều trường hợp, đến 3/4 trường hợp người lớn là khỏi. Mà cháu 28 tuổi đúng không ạ, thì nó là người lớn rồi. Như vậy là cái hy vọng là 3/4 khả năng là cháu sẽ bị khỏi bệnh.